Chào anh em đó ha, giới thiệu cho anh một cây cưa hút khó anh em, đây còn xanh lè luôn ha, còn mới nguyên zin luôn, rất là bén ha. Rồi một cây cưa hút khó. Cái này lưỡi dài 21 hay nè. Rồi tiếp theo là hai cây cưa gấp cán gỗ ha. Hai cây này còn tem tiết còn nguyên. Đó, nhìn cũ cũ vậy thôi, cái lưỡi còn nguyên zin nha. Lưỡi nguyên zin. Rồi mấy cây này thì giá nó mềm thế này mà. Rồi tiếp theo nữa ha, thêm một cây nữa. Cây này thì được cái là lưỡi nhuyễn nha. Đó, lâu lâu được mấy cây đẹp, rất là bén ha, bén cực kỳ luôn. Rồi cây này mã số 2, mã số 3 ha. Rồi tiếp theo là một cây 21 gomboy. Rồi, cây này thì cũng như mọi khi thôi, mình anh em nhìn miết quen rồi, clip nào cũng có hết á. Nói hàng về là mình cứ cập nhật liên tục để có để bán cho anh em, nó không bị đứt hàng. Có một thời gian nó đứt hàng này lâu lắm, mà nó về mấy cái dòng mà lưỡi nó hơi bị xấu ha, lưỡi hơi bị xấu, nhưng mà này là lưỡi đẹp hết, lưỡi đẹp nguyên zin hết ha. Rồi một con 24 ha, con này là con 24 240 240 mm đó. Lưỡi còn 7 màu luôn anh em thấy không đó. Như mới luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo ha, giới thiệu với anh em một cái bộ làm lũa. Bộ này thì mình không bán lẻ nha, tại vì đợt trước á, cũng có một cũng có vài cây thì mình bán lẻ thôi, chứ còn mà thường, bây giờ cái bộ này là nó nguyên bộ, tại vì hiếm khi mà mình mua mình kiếm được một bộ như vậy lắm anh. Đây, cây này bộ nào nó cũng có mọc hết ha, một bộ đầy đủ của nó luôn, 6 cây ha. Đó, một cây nhũi nhỏ, cây nhũi lớn và cây cào rảnh ha, cào rảnh mũi nhọn và cào rảnh tròn. Đó. Cây này thì rọc da, tước da. Đó, thì bộ của nó là 5 cây ha. Đó. Mà anh em mua rời trên mạng nha, nó bán mới hình như đâu 700 mấy 800 một cây như vậy ha. Cái thép này rất là nặng luôn. Đó. Cái chiều dài thì để mình đo luôn nha. Chiều dài của nó là 20 nha anh em. Chiều dài là 20. Cây nào 20 hết. Đó, 20 ha. Thì cái này là nó sẽ là một bộ nha, chứ không mình không có bán lẻ. Anh em nào lấy thì lấy nguyên một bộ. Đó, một bộ thì giá hữu nghị hơn ha. Còn bán lẻ thì đợt trước mình có bán lẻ nhiều cây 500, 600 cũng có nữa, 650 cũng có luôn ha. Rồi, bộ này là bộ số 7 ha, mình để cứ tạm thời là bộ số 7 đi. Đó. Để mình xếp lại cho gọn. Nam nào hỏi thì lấy nguyên bộ này ngon. Rồi, bộ đó là bộ số 7, bộ làm lũa ha nè. Bộ đó nó cực kỳ hiếm lắm. Mấy năm trong nghề giờ mới gặp được nguyên một bộ. Còn trước giờ cứ gặp toàn món lẻ không anh em ạ. Rồi tiếp theo là cáp cắt cành ha. Rồi giới thiệu với anh em một cây A bông lúa ha, cây thép gác, cây bông lúa thép gác ha. Cây này xa 20, này xa 20 nha anh em, 20 lẻ. Mấy dòng này thì quá đỉnh rồi. Rất là ngọt rồi, một cây A bông lúa thép gác 20 ha. Rồi tiếp theo là một cây mẫu B. Cây mẫu B cũng xa 20 luôn. Xa 20 luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo là một cây mẫu A ha. Cây này thì đặc biệt, bởi vì cái dòng này thì cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm là hiếm có luôn, mà còn lưỡi còn đẹp thì cũng khá hiếm nữa ha.
Đó, thép ghép luôn nha anh. Con này là size cũng 20 luôn nha. Con này thì cán hầu như gần đặt nhưng mà nó cực kỳ nặng ha. Đó, nó đúc từ nguyên khối từ trong ngoài ra đây luôn nè, thế rất là nặng. Con này thì cực kỳ tinh xảo luôn ha. Con này anh em làm vừa chơi thì thôi rồi luôn, hết nước chấm luôn. Con này cũng dạng là rất là hiếm nha nè. Rồi con này size của nó là 20 ha. Rồi tiếp theo nữa ha, một con mẫu A thép ghép ha, nhưng mà con này nó đặc biệt cái là lưỡi rồi còn nguyên zin. Rồi còn nguyên zin. Rất là tinh xảo ha. Anh em nhìn cái góc cạnh của nó. Nó bãi nhưng mà nó rất là sắc sảo. Đẹp. Mấy con này cái dòng này má rất mỏng ha, anh em dùng cắt những cây thân mềm tốt. Và cái dòng thép ghép thì anh em biết rồi, cực kỳ bén, lưỡi cực kỳ bén luôn. Rồi con này thì size của nó là size nó là 10 10 18 anh em, size 18. Con này cắt thì thôi rồi khỏi bàn. Rồi một con mẫu A thép ghép size 18 ha. Rồi tiếp theo là một con cua. Con cua thép trắng nha nam, nhưng mà lưỡi nó hơi bị nó giống kiểu nó tróc cái lớp mạ đó. Người thấy là do ta xài nhiều vậy đó, nhưng mà cây này lưỡi chưa có mài nha, cây này lưỡi còn nguyên zin chưa mài, còn cán thì còn rất mới. Cái này không phải là cái này cái quá trình nó nằm bãi lâu đó rồi nó oxy hóa thôi, không phải là người ta xài nhiều, bởi vì nếu mà người ta xài nhiều là cái lớp lưỡi này nó sẽ mòn ngay. Nhưng mà đây là nó chưa có mài, chưa có dấu hiệu mài luôn, lưỡi còn nguyên zin nha nè, lưỡi là còn nguyên zin. Rồi cái này size 20 ha, nó size 20 luôn. Rồi tiếp theo là một cây tỉa tán ha. Theo là một cây tỉa tán. Cây tỉa tán này còn nguyên zin nha anh. Khóa da là còn nguyên zin hết. Cái này có size là 27 năm ha. Size 27 năm. Rồi, tiếp theo là kéo tỉa ha. Rồi, giới thiệu cho anh em một cây tỉa đúc nguyên khối. Cây này là cây đời cổ nha anh. Mấy cây này thì anh em cắt rất là ngọt luôn. Anh em mua về mà vừa sưu tầm vừa chơi là ok ha. Lưỡi chưa có mài gì hết, lưỡi còn nguyên zin gì hết. Mấy con này cắt sướng lắm, mấy cái đời này nè anh em khoái lắm, nhưng mà có nhiều cây cũng gặp nhiều cây mà nó mài rồi mình cũng không thích nó, lưỡi còn zin còn đẹp mình mới chơi. Đó, còn không zin đẹp thì giá nó cực kỳ yếu luôn, cực kỳ mềm luôn ha. Rồi con tỉa đa năng đời cổ. Tiếp theo là một con T6 hả anh. Con T6 này thì cái bảng lưỡi nó dày ha. Đó, cái dòng này thì bảng lưỡi dày. Kiếm được con còn zin nguyên vậy cũng hiếm ha. Đó, mấy con này thì làm sướng luôn. Bảng lưỡi nó dài lắm, cắt nó anh em cắt có thể cắt được những cái cành to. T6 nha nè. T6. Rồi tiếp theo là cây lưỡi cong ha. Cây lưỡi cong, cây này thì mình nói cắt clip clip nào mình cũng có nói ha. Cây mà mình dọn sạch sẽ rồi thì 150, cây chưa dọn thì 100.000. Bảo cho anh em là còn bé ngon lành ha, không bị mẻ lưỡi không bị gì hết. Đó, chỉ có anh em về vệ sinh ra là anh em xài thôi. Đó, mấy anh em nào lấy mình rồi thì biết rồi ha. Rồi tiếp theo là một con tỉa tỉa chi dâm.
một con tiểu chi giao thép xanh nha nè, con này con thép xanh, con này con thép xanh còn nguyên zin luôn, lưỡi còn nguyên zin đó, lưỡi nguyên zin chưa mài dũa gì đó, gam thép còn rất đẹp ha đó, mọc còn nguyên zin luôn, con này thép xanh ha đó, lâu lâu có con thép xanh đẹp cực kỳ, rất là ngọt luôn, cái này chưa có mài dũa hết đó nè, về nên tự vệ sinh rồi lên là sạch sẽ đẹp thôi, mình thì mình làm biếng vệ sinh chưa vệ sinh luôn à, còn dơ để vệ sinh tút lại là đẹp cực kỳ, nó làm thép rồi còn nguyên zin luôn ha. Cái này chắc mình nhắm khả năng chắc ngoài 20 quá. Ok, có khả năng ngoài 20 luôn, 21 không anh, 21 luôn, 21 luôn. Rồi một con tỉa chi dâm. Rồi tiếp theo là một con sa 18 lưỡi cũng ngon nguyên zin hết anh, lưỡi nguyên zin luôn ha. Đây con sa 18 nè, sa 18 lưỡi nguyên zin luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là một con tỉa lưỡi thép trắng. Con này nó ngộ đó, con này em cầm chỗ này ha đó, khóa đây gập vô đó. Đó. Rất bén ha, con này thì chiều dài của nó là 17 ha, chiều dài 17, con này nên về nên tháo ốc ra, tháo ốc ra rồi anh em có thể tháo rời từng món luôn đó, tháo rời lưỡi cán ha, tháo rời ra hết rồi nên vệ sinh, còn là để chơi độc á, còn là nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mình không biết cầm kiểu này hay là cầm kiểu này, mình không hiểu nữa. Thôi, này để cho anh em nào lấy về nghiên cứu. Đó, vệ sinh ra. Anh em về anh em tháo ốc này ra, anh em lấy cái lẫy ra. Anh em tuột hai cái miếng da này ra. Rồi anh em đánh cho nó sạch cái màu sơn này đi, rồi em mở ốc ra ha, mở mấy ốc ra đem vệ sinh lưỡi sạch sẽ hết, tại vì cái này cái thép trắng cho nên anh em không sợ dơ, họ vệ sinh lại sạch sẽ rồi ráp vô cực kỳ đẹp luôn để dành chơi sưu tầm. Rồi con này 17 size dài 17 ha nha. Rồi tiếp theo là một con kéo bướm ha, một con bướm. Con bướm này dài 18 năm nha nè. Rất là ngọt. Rồi bướm chiều dài 18 năm. Rồi tiếp theo là cạp ha. Đây, một cây cạp xéo Masakuni dọn rồi. Cây này mình dọn rồi nha, cho nên là để cho anh em giá mềm, anh em đi chơi. Đó, mình có mài Hali rồi ha. Lưỡi mài rồi. Đó. Mài cực kỳ sắc bén luôn. Nên về anh em nếu mà anh em nào mà làm á, nếu mà chuyên làm á, chuyên làm phôi rồi anh em mua mấy con này anh em xài chắc cả đời luôn á. Rất là ngọt ha. Nó nặng mà nó đã lắm. Anh em cạp nó rất là sướng. Bởi vì khi mà anh em cầm cái đồ nặng á thì anh em cạp cái vết thẹo cỡ nào anh em cũng thấy êm hết á. Nhưng mà anh em cầm cái cặp mà nó nhẹ, anh em cặp nó cảm giác nó sóc tay. Rồi con này thì size nó dài là 21 ha. Con cặp xéo Masakuni, con nó dọn rồi. Còn anh em muốn có con zin cũng có luôn nha. Anh em muốn có con zin thì anh em cứ nói mình, mình sẽ có con zin cho anh em. Zin mà zin muốn zin bãi hay là zin mới, zin lưu kho cũng có hết đầy đủ ha. Rồi tiếp theo nữa là một con cặp xéo còn nguyên zin luôn. Đó, nhìn gam thép là biết. Đó, ha. Lưỡi thì chưa có mài, cực kỳ bén dã man luôn ha. Đó, con này thì size của nó là 20 tầm đó nè. Size 20.05 nha anh. Con này còn nguyên zin, anh thấy gam thép rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là một cây xéo trên mắt ha. Đó. Cây này thì mình chưa vệ sinh, làm nhìn nó gam thép đẹp cực kỳ không?
chữ mộc còn nét luôn, hà ly hở cả khúc ha. Đó, lưỡi thì chưa có mài, nó còn nguyên zin luôn á. Cái này thì dân chơi nhìn phát biết ngay. Dân chơi là nhìn phát là biết ngay là còn là nguyên zin rồi ha. Đó. Chưa mài dũa gì. Nếu như mà mấy anh em nhìn hàng xịn, anh em nhìn vô là biết liền ha, biết con này còn cực kỳ đẹp luôn. Còn nó đẹp, nó sáng, nó bóng, nó đen bóng cỡ nào anh em tự về vệ sinh thì nó sẽ đẹp thôi. Đó. Miễn sao anh em đừng có đưa vô cái máy mình nó chà, anh em đừng đưa vô cái đồ cái bàn cước á, anh em chà kiểu đó là nó bay hết cái lớp mạ ha, thì nó sẽ làm cho cái kèm của mình mau dị xét thôi. Còn anh em để vậy, anh em cứ tra dầu mỡ, anh em lau chùi là nó bóng lên thôi. Con này thì size 18, size 16, 16 năm hoặc 17, 16 nha em, size 16, nhỏ cực kỳ nhỏ luôn. Trước giờ thấy con này nhỏ nhất. Rồi một con tạp xéo mini còn nguyên zin bãi ha. Rồi tiếp theo là một con bấm rễ ha. Đây, cái này cũng cực kỳ hiếm này. Còn mới can. Chữ nghĩa đầy đủ ha. Đó, thấy cái gam thép 7 màu không? Còn mới tinh luôn. Mọc miết đầy đủ đây. Con này còn bấm rễ. Mấy con này anh em làm mini là sướng, quá sướng luôn. Anh em cắt cành rồi cũng thoải mái nữa. Bấm cành cạp, anh em cạp thoải mái luôn ha. Đó. Bấm nghe tạch tạch luôn nè. Giấy A4 anh em bấm nghe tạch tạch là biết rồi. Cái độ bén của nó rồi ha. Rồi, con này thì chiều dài của nó là 21. Cái size của nó 21 nha nè. Ơi. Rồi, để cho Adam chờ tí ha. Ôi, ok, xin lỗi anh em ha. Rồi, tiếp theo ha, là một cây cạp mini ha. Tiếp theo là một cây cạp mini tròn ha, năm size 17 năm. Size 17 năm ha, con này hàng lưu kho. Hàng lưu kho. Rồi, tiếp theo nữa là một cây canisin. Cây này thì hàng xài lướt. Cây này mà mình đổi cho anh em cái cây khác để anh em xài thì anh em đưa lại cho mình cây này. Cây này người ta xài còn mới lắm ha. Còn mới keo luôn, lưỡi rồi còn bén ngót luôn ha, cực kỳ bén luôn. Cây này thì giá mềm, anh em nào mua thì lấy cái này xài cũng ngon á. Cái này xa 21 luôn ha. Rồi tiếp theo ha, là một cây bãi. Đó, mấy cây toàn là còn nguyên zin không anh em à. Đó, nguyên zin xài lướt không à. Rồi cái này cũng 21 luôn ha.
Rồi tiếp theo nữa là một cây nữa, gặp tròn sau đợt này nhiều quá, nhiều gặp tròn luôn. Có một đợt anh em hỏi mà không có. Con này thì lưu kho còn mới tinh ha Nam, 21 luôn ha Nam ha. Đó, hàng lưu kho còn mới nguyên luôn. Rồi tiếp theo là một cây cắt cảm ha, cây cắt cảm cũng hàng lưu kho luôn. Đó, mới nguyên. Rồi tiếp theo là một cây đục dũng ha, cây này dài 17 năm ha, chiều dài là 17 năm. Rồi nó là một phân rưỡi, lưỡi một phân rưỡi nha em. Con này được cái là thép hai lớp. Đó, nó là hai lớp thép, anh em nhìn đã biết ha. Cái dòng này thì bé cực kỳ luôn. Đó, thép hai lớp này. Rồi chiều dài là 17 năm, lưỡi một phân rưỡi ha. Rồi tiếp theo là một cây đục thép trắng. Một cây thép trắng ha. Đó, cây đục bằng thép trắng này. Con này cho anh em nào sưu tầm. Vừa trước có một anh em chốt hàng rồi nhưng mà lâu quá mình không điện lại được cho nên mình không để nữa ha. Đây mình bán luôn. Rồi anh em nào đặt hàng thì liên hệ 3-4 ngày, 4-5 ngày liên hệ mình nha. Rồi tiếp theo nữa là một cây dao, dao ghép. Con này thì dòng gia cấp này thì anh em biết rồi, rất là bén ha, thép cực kỳ cứng luôn. Rồi con này là chiều dài là 18 ha anh em, mấy dòng gia cấp thì anh em biết rồi. Rồi tiếp theo là một con gia cấp nữa, bạn nhỏ. Con này dùng cho anh em làm mini đồ ngon ha. Con này 18 luôn anh em. Rồi. Rồi tiếp theo là đá mài ha, đá mài. Anh em nào chưa có thì liên hệ lấy. Còn nhiều, rất là nhiều luôn ha. Đó. Cục còn mới tinh nguyên hộp luôn. Rồi. Hết. Rồi anh em nào cần món gì thì Zalo giúp mình ha. Zalo rồi mình sẽ gửi hình ảnh báo giá cụ thể cho anh em. Rồi bye bye anh em ha.